Câu hỏi kế tiếp, một người đã vào Bí Mật Thiền Tông rồi nhưng vẫn thường hay xuất khẩu thành thơ kệ, vậy thơ kệ đó do từ Thánh Phật Thanh Tịnh lưu xuất ra hay là có ai để lưu xuất ra? Thơ kệ nó có ba loại. Một loại mà cảm được thanh tịnh thiền lưu xuất ra từ Tánh Phật, nói về chữ thanh tịnh thì thôi, đó là Tánh Phật. Còn một loại thứ hai mà gọi là đạo thơ, đạo văn, ăn cắp thơ nói là của người nói cho mình, những cái dạng này cũng còn tốt, không sao. Một cái loại thứ ba nữa, thơ xuất ra hoàn toàn liên tiêu vị lý cõi trên, ở trên xuống cõi dưới lên, nó có ba cái dạng thơ. Vì thế mà đạo Phật Thiền Tông muốn tìm hiểu được nguyên do đó, người nào nói về thơ nào thì tự mình biết nha. Cái đây không nói là người nào, nhưng mà căn bản nói về từ trong Tánh Phật lưu xuất ra, nó hoàn toàn về Thiền Tông đó. Còn nếu mà đạo văn thì biết rồi, dắt ăn cắp chỗ này mấy câu, chỗ kia mấy câu, nhớ lại thành của mình. Còn một người mà cái loại mà cái hồn nó đưa vô á, nó muốn nói gì thôi, hoàn toàn nói về mê tín, được tin tưởng về linh thiêng quyền bí, cái đó là do đạo phúc, do cô hồn á, thì tùy theo mình mới nhận định rằng thơ đó ai nói ra thì tự mình biết, chứ không nói trực diện với ai. Nếu mình nói về học tâm thì đây là cái chỉ phân tích, còn ai muốn hiểu như thế nào tùy ý, mời hết chứ. Câu hỏi kế tiếp, người tu theo Thiền Tông mà thường thấy cõi này cõi kia, vậy người đó là do chứng đắc hay do các cõi khác ứng vào cho người đó thấy? Cái câu này nó trùng lại câu nãy tôi nói, Đức Phật mới dạy cái câu này mới nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhiệt kiến tướng phi tướng tức kiến Như Lai, thì mình tất cả kinh kim cang đã phá rồi, tất cả những thấy biết nghe nói chứng đắc đều là của ma dương hết. Cho nên phải hiểu tùy theo kinh kim cang đã nói rõ là tôn theo là Phật phải sử dụng cái kinh kim cang làm nền tảng cho những chứng đắc. Còn cái việc cúng dường sử dụng cái kinh tứ thập nhị chương để mà cúng dường hàng hà sa số Đức Phật không bằng cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng, tìm cái ông đạo nhân đó cúng. Đừng có cúng ông Thích Ca chỉ cho nó mật, đừng có cúng ông Ma Di Đà chỉ cho nó mật. Bây giờ nó cúng một vạn Đức Phật không bằng một đạo nhân vô tu vô chứng, mà tại sao không đi tìm ông này cúng? Kinh tứ thập nhị chương Đức Phật đã nói rất rõ, còn chứng đắc kinh kim cang đã nói rồi, còn kinh Pháp Hoa đã nói mỗi con người cũng có Phật tánh, cũng chịu xài Phật tánh mà cái đi cắm đầu lại người này lại người kia. Đây là ba quyển kinh quyết định, đây là nguồn gốc lấy từ trong cái quyền ký của Đức Phật nói ra trong cái này. Còn kinh Thủ Lăng Nghiêm thì rõ ràng chỉ từng tánh thấy tánh nghe hết đó. Thì mấy cái quyển kinh này là nó sự thật, quyển kinh này Đức Phật muốn dạy chính là sau này để mà thành tựu cái tập quyền ký. Quyền ký này chính là pháp môn thứ sáu, quyền ký này là đúng là giáo lý đạo Phật Thiền Tông. Nếu mà đạo Phật mà không có cái giáo lý này thì hoàn toàn không đúng, tu hoài tu được tu bao nhiêu cũng không thành Phật được. Vì thế mà khi Đức Phật dạy đạo cũng 2561 năm mới cho công bố cái điều đó, gọi là công bố pháp môn thứ sáu để cho người ta tu theo đạo Phật đừng có lầm lẫn. Vì thế mà có cái ngày 14 tháng 5 17 có buổi lễ công bố quyền ký, mà quyền ký công bố ngày tháng 5 17 chỉ có 60% thôi, còn 40% chưa nói. Đợi khi nào thuận tiện thì 40% mới nói tiếp, mà cái này cũng phải có giấy phép đàng hoàng chứ không phải nói
có một giấy phép để học giáo, để là mình sống thế giới gọi là thế giới cái thế giới luật pháp, phải đúng luật pháp, đừng có sống sai luật pháp. Rồi con hỏi tiếp. Thứ hai, thơ hay kệ của tánh Phật xuất phát ra để diễn tả tánh Phật thấy trong thanh tịnh, diễn tả tánh Phật nghe trong thanh tịnh, diễn tả tánh Phật nói trong thanh tịnh, diễn tả tánh Phật biết trong thanh tịnh. Trên đây là tánh Phật xuất phát ra văn kệ hai thơ này. Tiếp theo, văn của tánh người thì có bảy thứ. Một, thích khoe mình là người tài giỏi. Hai, thích khoe mình đi nước này nước nọ. Ba, thích khoe mình có bằng này bằng nọ. Bốn, thích khoe mình chức này quyền kia. Năm, thích chửi người nào nói động đến mình. Sáu, thích triệt tiêu người phanh phui về sự giả dối của mình. Bảy, thích trù dập người nói ra sự thật lời của vị Phật dạy, vân vân. B, thơ hay kệ của tánh người thì ngâm thơ hay kệ, kể chuyện đời của mình hay người khác. Hai, ngâm thơ hay kệ, kể chuyện vui hay buồn của mình hay người khác. Ba, ngâm thơ hay kệ, kể chuyện lịch sử của nước mình hay nước người khác, vân vân. C, văn của tánh cô hồn thì một, viết ra những chuyện quá khứ vị lai. Hai, viết ra những chuyện khổ sầu để người đọc sợ. Ba, viết ra những chuyện linh thiêng để dụ nhiều người đến lại và cúng tiền. Bốn, viết ra những chuyện nói là của vị này vị kia dạy về chân lý, vân vân. Thơ hay kệ của tánh cô hồn thì một, ngâm thơ hay kệ tôn vinh người khác. Hai, ngâm thơ hay kệ có tính cách huyền bí. Ba, ngâm thơ hay kệ ru ngủ lòng người. Bốn, hô hào người khác tu nhưng không dạy công thức. Năm, khuyên ai cũng phải tu nhưng không biết giác ngộ và giải thoát là gì. Sáu, hay chửi người nào nói ra sự thật về giác ngộ và giải thoát, vân vân. Trên đây là ba loại văn thơ kệ của tánh người, tánh Phật và tánh cô hồn. Chúng ta là người tu theo pháp môn đạo Phật Thiền Tông, phải nắm vững ba phần tánh nói trên để tu theo đạo Phật Thiền Tông không bị sai, không bị ai lừa mình. Cũng nên biết, chúng ta trình bày nơi diễn đàn đạo Phật Thiền Tông này phải nhớ hai ân như sau. Ân một, nhờ quốc gia Việt Nam ổn định về chính trị và an ninh. Nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam có đường lối rất đúng đắn. Nhờ Quốc hội biên soạn ra các bộ luật và luật hết sức hoàn thiện. Nhờ nhà nước ban hành bộ luật và luật rất đúng lúc. Nhờ chính phủ thực thi bộ luật và luật rất nghiêm chỉnh. Nên chúng ta hôm nay mới đứng và ngồi đây trình bày văn thơ kệ đạo Phật Thiền Tông học này được tự do như vậy. Ân hai, nhờ Đức Phật cũng như các vị tổ sư Thiền Tông bí mật truyền pháp môn thứ sáu là đạo Phật Thiền Tông này cho hậu thế, nên chúng ta mới có tài liệu tổ chức buổi sinh hoạt này. Một lần nữa, chúng ta xin chân thành cảm ơn rất nhiều Đảng Cộng sản Việt Nam cho chúng ta thật sự dân chủ, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam biên soạn cho chúng ta luật tín ngưỡng rất tuyệt vời và bộ luật hình sự rất cứng rắn. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho chúng ta được tự do ngôn luận. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực thi luật pháp rất nghiêm minh. Một lần nữa, chúng ta trân trọng cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.